Toàn, xin chào bà con các bác, chúc tất cả bà con các bác đang xem video của Toàn được thật nhiều sức khỏe Thì hiện tại Toàn đang có mặt tại miếng ruộng 23 con của Toàn đó bà con Thì nay Toàn ra để Toàn thêm nước bà con ơi Thì cái cửu đón đồng thì hôm bữa là Toàn bón là bữa 50 ngày, 51 ngày rồi, bà con đón đồng Thì nay lúa của Toàn thì ra được 60 ngày vậy bà con 60 ngày thì lúa cũng trong giai đoạn đang ôm bắp từ từ rồi, bà con nên đâm ra toàn ra để toàn thăm lúa thì toàn thấy lúa của toàn nó còn màu vàng chanh đó bà con kiểu mà nó xuống ngã xanh xuống màu vàng chanh nó thấy nó còn thới nó còn hơi hột hụt phân bà con nên đâm ra toàn ra để toàn nhồi thêm phân cái cử này nữa nha bà con cử ông bắp đó bà con thì cái cử ông bắp này thì toàn khuyên nên khuyên bà con nên cái vụ mưa vụ hè thu này thì bà con nên mình nhồi thêm thì bà con nên lưu ý bà con nên ra ruộng để bà con thăm lúa bà con để biết lúa bà con hộp phân hay là thiếu phân hay là như thế nào màu như thế nào à, à, hãy đem ra bón nha bà con chứ đừng có mà theo toàn nha bà con thì khuyên cáo bà con là đừng có nên bón phân nuôi đồng hai lần nha bà con thì bón phân đón đồng lần đầu thì bà con bón đi còn lần thứ hai thì bà con nên lưu ý hãy bón nha bà con thì toàn khuyên bà con vậy thôi thì cái cửa này toàn bón thêm ráo thêm á bà con thì để rồi để để toàn quay lúa bây giờ nó đang ôm bắp ra chuyển sang cái cái tăng lúa mà nó còn cái lúa mà nó nó tròn cây và nó sẽ bây giờ là cái ba lá đồng nó đang lên đó bà con đây đây lá 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 thứ ba lá thứ hai và lá đầu tiên lá đồng là lá ở, ở trong đây nó mới lên nè bà con thì nó mới lên đó bà con thì à, đây. rồi để toàn lấy à, phân cho bà con xem thì à, cái cỡ à, bón nhồi thêm này à, toàn à, bón à, phân ca xe ếch nha bà con toàn à, bón phân ca xe ếch này KCS của công ty Đại Nghĩa nha bà con Thì cái phần này là cái phần lúa ba nha bà con Đây hỗn hợp 18 năm 22 tại Nghĩa mà con Và cái nhồi thêm phân này là toàn không có trộn gumi 30 đó bà con Toàn không có trộn gumi 30 Toàn là bón chỉ bón phân này thôi hoà toàn cũng bón gần xong rồi bà con còn à, còn miếng 6 công nữa nữa là xong à miếng năm công này cũng vừa mới xong Cái này à, mình à, bón để à, cái lúa mình à, tới lúc mà nó chỗ thì nó không có thể nào mà không yếu bà con thì bây giờ là bà con mà bà con thấy ra ruộng ra đồng bà con thấy lúa bà con thiếu phân hụt phân á bà con nên bón từ thời điểm từ uh, 8 ngày á bà con 8 ngày là tốt nhất là mình bón phân đón đồng sau 8 ngày á bà con ra thăm đồng bà con thấy lúa bà con thấy nó thiếu phân chỗ nào hoặc là nó hụt phân ít á. bà con gáo thêm á thì bà con gáo trong thời điểm mà từ bón phân đón đồng cho tới 8 ngày sau bà con bón là đúng thời điểm á bà con đúng nhưng mà bữa nay là toàn ra là hơi trễ hai ngày à. bữa nay là 10 ngày à. 10 ngày toàn mới bón ra bón ấy, bà con thì đón đồng này thì bà con cũng lưu ý là vụ này mưa bão rất là lớn rất nhiều nha nên đông ra mình hãy hạn chế bón phân nhiều đó bà con thì toàn thì cũng biết vậy nhưng mà toàn làm liều mà còn hay toàn nói chung là toàn thấy lúa nó hơi ngã màu quá giống ra toàn ra để toàn gáo thêm thôi nhưng mà toàn gáo thêm thì toàn không có bón nhiều đó bà con thì toàn đợt này toàn gáo thêm là toàn gáo một con thì toàn gáo sáu à, phân à bà con 6 ký phân cho 1.300 bánh vuông nha bà con mình nói chung là mình dục dục dài hột dài hột thôi bà con mình không có dục nhiều để mình dục như thế này á, để nó nuôi cái cây lúa của mình nuôi bông sau này để nó đạt hơn nha bà con chứ bà con mà thấy lúa bà con thiếu phân rồi mà bà con không có bón vô hết, thì nó sẽ hụt phân và nó sẽ à, đi được nửa đường à thì cái lúa mình mới đi được được được, à, được, được nửa đường là nó vô gạo không có được đạt đâu bà con lúa mình nó vàng khè thì làm sao mà nó có lực để nó đẩy cái 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 bông lúa mình ra nhanh chỗ thoát nhanh và chỗ đều được bà con thì đâm ra là lưu ý điều đó nhé bà con Thì à, cái đợt này thì toàn bón phân nhồi thêm như thế này nha bà con chứ bây giờ là toàn tranh thủ để toàn bón bón cho xong như bà con chứ hồi nãy đây giờ cũng mệt các bà con trời rất là nắng á toàn tranh thủ để bóng bón xong rồi bà con thì uh, video này toàn chỉ uh, um, kết luận là toàn làm clip cho bà con xem tham khảo thôi bà con nha tham khảo xem vui thì bà con nào mà thấy thích toàn hay mến toàn thì hãy vô xem nha bà con nếu mà con nào mà thấy toàn không thích toàn hay là sao đó thì bà con uh, ra để xem xem uh, kênh video cũng như là xem kênh khác nha bà con chứ đừng có ném đá toàn nha đừng có uh, comment bên dưới uh, tiêu cực quá bà con nha thì còn à, kết thúc video thì toàn cũng à, cho bà con lưu ý là cái vụ này thì bà con nên hạn chế bón phân hai lần để đón đồng là hai lần nha bà con hạn chế bón phân đón đồng hai lần nha đừng, bà con đừng có nghe người ta nói cũng như là đừng có mà làm theo người ta nha thế người ta làm vậy mà bà con làm theo như thế này á, là chết luôn bà con tới lúc mà mình dục xong rồi mình hốt hốt không ra được đâu nha bà con phân mà đã xuống ruộng mình rồi mình hốt không thể nào hốt lên được thì đâm ra là bà con làm thì bà con nên uh, dòm lúa của bà con dòm đất dòm lúa và dòm trời nha bà con nói chung là mình nhìn thời tiết cho bà con nếu mà nắng thì bà con bón như thế nào và mưa thì bà con phải bón như thế nào nữa bà con thì đó là cái vị lực mà kỹ thuật mà mình làm lúa nha bà con chứ toàn thì không có hay ho hơn ai hết trơn đó bà con toàn là một người nông dân mà toàn cũng làm thì uh, năm năm bốn năm 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 trở lại đây à thì toàn không có làm vài chục năm hết trơn á làm ruộng này bà con toàn mới làm đây thôi à nhưng mà toàn làm thì toàn phải xem cái cách mình làm đó cái cách mình đi phân cách mình phân thuốc Cái lúa mình đạt không cái lúa mình à, à, trúng không hay là lúa mình như thế nào đó để mình à, suy nghĩ nếu mà mình làm không có được cái vụ này dù sao mình làm lại chỉ vậy thôi bà con chứ đừng có nản cái lúa này mình phải từ từ thôi bà con ơi mình ngâm nó quan trọng là mình ra ra đồng mình thầm lúa thấm lúa thường xuyên để biết lúa mình nó cần gì nha bà con rồi thì à, video này toàn xin kết thúc nha bà con ơi thì bà con nào mà thấy video của toàn hay á, thì hãy cho toàn à, một đăng ký cũng như là một like một chia sẻ cùng đồng hành với toàn cái vụ này nha bà con à, toàn chào thì tạm biệt bà con nha chúc tất cả bà con được à, thân nhiều sức khỏe nha bà con